Hóa ra các bạn phải đọc cái bài trong tài liệu, trong cuốn sách á. Chứ còn cái bài bao bô của chị thì trình bày cũng ngắn gọn ha, nó không có bao quát được hết, chỉ là nói một số cái nội dung chính yếu thôi. Được mà, mục tiêu thì các bạn bám theo cái mục tiêu của bài, là các bạn nêu được định nghĩa và nguyên nhân gây tổn thương cuộc sống. Thứ hai nữa là bạn chẩn đoán và phân loại được cái người khuyết tật sau tổn thương cuộc sống. Thứ ba nữa là lượng giá chức năng. Thứ tư nữa là bạn xây dựng được mục tiêu và chương trình phục hồi chức năng. Thì nhắc lại một chút về giải phẫu, nhắc lại một chút về giải phẫu ha. Ở đây thì cục sống của mình á, thì nó gồm có năm năm đoạn. Năm đoạn đây là nó có, nó chia ra thành đốt sống cổ nè, đốt sống ngực nè, thắt lưng nè, cùng một cục, thì dựa vào sự đặc điểm của từng đốt sống mà người ta phân ra được như thế này. Thì ở đây thì cột sống của mình á, chức năng của nó là nâng đỡ các cấu trúc đầu, cổ, vai và thân, và nó cử động với nhau thành một khối. Được không ạ? Một khối vậy thì cử động của nó sẽ không có linh hoạt nhiều, giống như là ngón tay hay ngón chân, hay là khớp vai, hay là khớp gối, hay là khớp háng. Thì chủ yếu là các cái cử động này, cúi nè, ngửa nè, nghiêng nè, xoay nè. Thứ ba nữa là bảo vệ các cái cơ quan nội tạng bên trong, ví dụ như là ở lòng ngực nè, hoặc ở trong bụng. Và bên trong ở đây nữa thì nó có một cái nữa là tủy sống ở trong bên trong đốt sống ha. Và cái nó làm chỗ bám cho các cái rễ thần kinh, cơ và dây chằng. Các bạn thử nghĩ một ngày nào đó mà nếu mà cuộc sống chúng ta, các bạn có nghe cái bệnh xương thủy tinh không ạ? Thì một ngày nào đó mà xương của mình nó giòn và nó dễ gãy giống vậy, thì lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và các bạn muốn biết cảm giác như thế nào thì các bạn hỏi những bệnh nhân mà loãng xương mức độ nặng á, đang điều trị bệnh viện á, thì họ cái cảm giác của họ khi đi đứng nè, khi vận động nè, thì nó sẽ như thế nào. Rồi, ở đây á, thì đó là chức năng của cột sống ha các bạn. Cột sống thì trong cột sống á, thì nó sẽ có cái là tủy sống. Thì cột sống thì nó sẽ có các cái đốt, vậy thì tủy sống thì nó sẽ có ít hơn. Có ít hơn thì nó không phải nó ít hơn, đây là nó ít khoanh tủy hơn, không phải, mà là nó ngắn hơn. Được, mà nó nối giữa đáy gọi là nền sọ, từ não nè, nó trung gian giữa não và các cái thần kinh ngoại biên. Thì tủy sống giống như là cái cơ quan dẫn truyền, chức năng chủ yếu của nó là dẫn truyền. Thứ hai nữa là trung tâm của các cái phản xạ, trung tâm của các phản xạ, của nói chung là cái phản xạ mà dưới ở não. Thì chức năng của nó thì mỗi cái dây thần kinh sống á, khi mà một cặp về cái ngày xưa các bạn học ở cung phản xạ thì đi ra khỏi cột sống thì nó có rễ trước và rễ sau. Thì khi mà vừa qua lỗ khỏi đốt lỗ đốt sống, lỗ gian đốt sống đó, thì rễ trước và rễ sau nó chập lại với nhau, nó thành hình thành là dây thần kinh sống. Thì đó là cái sợi là dây thần kinh này nè, nó đi ra khỏi đốt sống đó, đó là dây thần kinh hỗn hợp, nó có vừa vận động và cảm giác. Vậy thì một cái khoanh tủy, được mà, một khoanh tủy hay là một gì đó, cái cặp dây thần kinh sống này nè, nó sẽ chi phối vừa vận động và cảm giác. Và trên lâm sàng á, thì tương ứng về mặt chức năng á, nó sẽ có theo chi phối vận động cảm giác của từng khoanh da, được không ạ? Từng khoanh da, được không ạ? Thì tí xíu là từng khoanh da sao thì chị sẽ nói thêm ha. Vậy thì trường hợp mà tổn thương tủy sống á, chúng ta gặp á, thì nguyên nó sẽ gồm cái bệnh lý nào? Thì tổn thương tủy sống thì định nghĩa nó là cái tình trạng do nhiều nguyên nhân gây ra, ví dụ như bệnh lý chấn thương nè, mà nó làm cho ảnh hưởng, đúng mà, cái ảnh hưởng những cái phần mà do tủy kiểm soát đó, nó không còn chịu sự liên lạc của não bộ, không còn được chịu sự chi phối của não bộ nữa, và nó ảnh hưởng đến cái chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Và cái nguyên nhân của tổn thương tủy sống là thường gặp nhất đó là chấn thương, cái thứ hai nữa là các bệnh lý của tủy sống, thứ ba nữa là trường hợp bẩm sinh, thứ tư là do bệnh thầy thuốc gây ra. Chấn thương ở đây á chủ yếu là tai nạn sinh hoạt, được không ạ? Tai nạn sinh hoạt, ví dụ như có một chú làm thợ hồ leo lên khoảng làm trên giàn giáo, té giàn giáo, có thể là sụp giàn giáo hay té ngồi, được không ạ? Thì có thể là tình cảnh tổn thương thì sống có thể gây ra. Thứ hai nữa là bệnh nhân nhậu xỉn chạy xe lên dốc cầu. Chỉ có một bệnh nhân là bệnh nhân nhậu xỉn chạy xe lên dốc cầu, sau đó té lộn cổ, thì là bệnh nhân bị nứt đốt sống cổ, sinh năm 46, rồi mà kèm theo chấn thương sọ não nữa. Và cái bệnh cảnh tiếp theo mà trong chấn thương
tỷ sống lập nữa là chỉ có một bà bệnh nhân, nên là cái bà cụ này là nên nói bà cụ với các bạn gọi bằng cô, thật là cô này đi ruộng về được mà đi ngang cái thấy cái cây xoài nó có cái trái xoài nó chín thì thay vì bệnh nhân đứng với hái thì không tới thì tao leo cây đi không, bệnh nhân đi vào nhà lấy cái ghế bạn bắt lên đặng hái cái xoài thì vô tình là lúc đó cái ghế đất buồn nó lúng nhưng nó làm bị sập cái ghế, lúc đó bệnh nhân ngã thì lúc đó là bệnh nhân ngã nằm chắc ngang cái cán cuốc thì lúc đó là bệnh nhân bị vỡ đốt sống L2-L3 rồi ngoài liệt hoàn toàn hai chi dưới. Cái trường hợp chấn thương này nó rất là đa dạng nha, rất đa dạng. Rồi cái nhóm tiếp theo nữa mình gặp đó là bệnh lý của tủy sống, thì tủy sống thì nó là cơ quan của trung ương thì các cái bệnh lý mà ở não á, ví dụ như là nhồi máu não nè, xuất huyết não nè, vỡ dị dạng mạch máu não nè, u não nè, và các cái bệnh lý nào thường gặp ở thần kinh trung ương ở não thì đều có thể là có khả năng mình sẽ gặp ở tủy sống và các bệnh cảnh diễn ra. Cũng cái tên gọi nó cũng na ná giống vậy, ví dụ như là nhồi máu tủy nè, rồi xuất huyết tủy nè, lắc mạch nè, gọi là thuyên tắc động mạch, rồi ở tủy sống nè, rồi u xuất huyết màng tủy nè, và thứ nữa là có trường hợp ví dụ như là bệnh nhân bị giật tủy nè, bệnh nhân giống như giật não vậy thì là giật tủy, bệnh nhân có thể là bị trường hợp đó là u u thì có thể là u tủy nè, u cái mắc các cái màng, các cái ba lớp màng của tủy sống nè, thì các cái bệnh lý đó của tủy sống mà nó cũng na ná giống như là bệnh lý ở tủy sống ở não thì nó bệnh phần nào bị ảnh hưởng đó. Thì nó sẽ có biểu hiện lâm sàng tương ứng. Tiếp theo nữa là cái thứ ba đó là cái bẩm sinh do nước đốt sống là do thiếu axit folic lúc mang thai làm cho đốt sống nó đóng không kín, thì đó nó gây thoát vị. Thoát vị thì có thể là thoát vị đến khối màng màng tủy thôi, có thể là có nhiều hơn là khối thiếu thoát vị của màng tủy và có cả cả rễ thần kinh luôn. Nếu mà thì thường hay nước đốt sống. Rồi cái tiếp theo đó là bệnh do thầy thuốc gây ra là do chụp cận quang, chụp X quang hoặc là chụp cộng hưởng từ hoặc là chỉ nói hình ảnh gì đó mà có thể thuốc cận quang thì nó có thể gây ảnh hưởng tới tổn thương tủy sống, đúng không ạ? Thì cái hình này là chiếu cho các bạn coi là một cái tổn thương tủy sống này do chấn thương ở đoạn T5, T6, T7, ở đây là đốt sống bị vỡ là T5, ngược 5, ngược 6 và ngược 7. Thì các bạn thấy là sau mà chấn thương thì cái đốt sống mà nó vỡ nát ra, nó có xuất huyết nè, phù nề ra thì nó ảnh hưởng là nó chèn ép cái tủy này, đúng mà. Và khi đó thì bệnh cảnh lâm sàng của bạn là khi mà tổn thương tủy ở đoạn này thì là từ cái chỗ mà bị tổn thương nè trở xuống dưới chân của bệnh nhân thì sẽ mất hết vận động cảm giác, đúng mà. Lý do là tại vì tủy sống là cái nơi mà dẫn truyền thần kinh đi từ ngoại biên về trung ương, mà giờ ở đây thì nó bị tổn thương do đó là nó cái tín hiệu của ngoại biên không truyền về được, có nghĩa là từ ở mức T4 đốt sống này chị đang nói mức đốt sống nha, nó mức tủy nó khác, mức đốt sống nó ngang chỗ đốt sống T4 là ngang đây, trở về dưới thì là bệnh nhân sẽ mất hoàn toàn cảm giác và vận động, được không ạ? Không có chi phối chức năng gì được hết, nó là bệnh cảnh của tổn thương tủy sống, được ha? Vậy thì trên lâm sàng bạn đi ở khoa ngoại thần kinh thì bạn sẽ thấy là vô phẫu thuật thì cái đốt sống này người ta sẽ được kết hợp xương. Bệnh nhân của mình sẽ được kết hợp xương. Kết hợp xương thì nó sẽ làm cho cái cột sống này vững hơn, rồi mà lấy bỏ mấy cái đốt sống vỡ nè, cái khối máu tụ nè, để giúp cho cột sống giữ vững, là giúp cho bệnh nhân ngồi được. Nhưng mà cái phần tủy sống này nè, tủy sống nó là thần kinh trung ương, vậy thì khi mà nó bị tổn thương thì cái nào tế bào nào chết đi rồi thì nó sẽ không hồi phục được, đúng không? Vậy thì phục hồi chức năng là cái phương pháp điều trị là giúp cho cái này nó phục hồi, tủy sống này nó phục hồi, đúng không? Còn ngoại khoa thì sẽ giúp cho phẫu thuật các đốt sống này giữ vững cột sống nè, đúng không? Giải áp nè, nội khoa thì xài thuốc vào để cho giảm phù nề nè, đúng không? Và khi đó bạn sẽ tập luyện để chờ cái tủy sống này nó hồi phục, được ha? Vậy thì trả lời cho các bạn, nếu mà tôi không cần phục hồi chức năng có được hay không, thì nếu như mà không cần phục hồi chức năng thì bạn sẽ gặp giống như cái bệnh nhân hôm trước thì chiếu với bạn xem á, là bệnh nhân 24 tuổi mà liệt hai chi dưới, thì bệnh nhân không biết
tự chăm sóc bản thân nè, không biết di chuyển nè, không biết gọi là không biết cái cách để sống không quen với khuyết tật. Thường thường á, các cái bệnh nhân mà tổn thương chỉ sống này vào á, các bệnh nhân tổn thương chỉ sống này vào mà cái cơ chế để cho cái hồi phục cái tủy này nè, thì nó sẽ trải qua hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á là nó sẽ hồi phục thần kinh, giai đoạn thứ hai á là hồi phục chức năng, được ha. Giờ là hồi phục thần kinh là sao ạ? Nó nghĩa là tế bào nào chết thì đã chết rồi, còn những tế bào nào mà ở vùng chân sáng chân tối giống như nhồi máu não, thì ở cái vùng chân sáng chân tối đó thì khi mà bạn giải áp, bạn truyền dịch nè, bạn cho thuốc, các cái thuốc tăng những truyền thần kinh thì cái phần đó nó sẽ giảm phù nề, cái vùng đó nó bớt chèn ép đi thì nó sẽ sống lại đồ. Đó là mình giai đoạn đó thì giống như là hồi phục tế bào đó từ 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 từ, nó y chang như cái cơ chế hồi phục trong chấn thương sọ não, trong tổn thương trị trong tai biến mạch máu não vậy. Thì cái tế bào đó thì từ từ nó sẽ hồi phục, người ta gọi là cái hồi phục về thần kinh. Thì thường thường là 3 đến 6 tháng đầu thì nó sẽ hồi phục về thần kinh. Rồi cái thứ hai nữa là sau khi hồi phục về thần kinh rồi thì chức năng của bệnh nhân sẽ lấy lại được hay không là tùy. Tùy ở đây là sao ạ? Tùy theo cái mức độ thần kinh này nó hồi phục nè. Đúng không ạ? Tại vì nó tế bào tủy nó tổn thương thì nó còn một ít, còn một phần nữa đó thôi. Đúng không? Nó còn ít. Thì nó sẽ hồi phục, và tùy theo cái số lượng tế bào chết đi nhiều hay ít thì nó sẽ hồi phục tối đa. Và khi đó thì trạng thái mà ví dụ như bệnh nhân của chị gặp á, có rất là nhiều người sau 6 tháng mà vẫn liệt hoàn toàn hai chi dưới. Vậy thì bệnh nhân hỏi mình nó là sao, giờ liệt hoàn toàn hai chi dưới là tôi có khả năng đi lại được hay không? Thì hiện tại 6 tháng mà bệnh nhân vẫn còn liệt hai chi dưới, vậy thì thêm 3 tháng hay 10 tháng nữa thì bệnh nhân vẫn liệt hai chi dưới, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ bệnh nhân sẽ sống như thế nào với cái tình trạng liệt hai chi dưới đó? Thì lúc mà bệnh nhân sống được với cái tình trạng đó thì bệnh nhân phải thích nghi, được mà. Phải thích nghi ở đây là sao? Mình phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt nè, thay đổi cái cách di chuyển nè, mình phải tập luyện nè để mình thích nghi với cái chuyện là bệnh nhân có hai cái chân bị liệt. Vậy thì cái thay vì cái phương thức di chuyển ngày xưa là mình đi bộ bằng chân thì giờ mình bắt buộc mình phải đi xe lăn hoặc là nẹp, hoặc là máng nẹp ha, được mà. Và với cặp nạng hoặc là khuôn tập đi, có nghĩa là để lấy lại được những chức năng trước kia thì có thể là mình chờ đợi cho thần kinh nó phục hồi. Cái thứ hai nữa là mình phải 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 gọi là thay đổi cái phương thức để mình đạt được cái sự độc lập trong cái sinh hoạt hàng ngày, được ha. Do đó là mình phải cần phục hồi chức năng là vậy đó. Ở đây thì quay lại cái chuyện mà cơ chế chấn thương, cơ chế chấn thương thì thường thường á, chấn thương trực tiếp vào tủy mà không có vỡ đốt sống á, thường thường rất là hiếm gặp. Thì các cái cơ chế chấn thương thường hay gặp là do là gập cổ quá mức nè, thứ hai nữa là duỗi cổ quá mức nè, cái whiplash này là rung giật, đúng không? Cái tiếp theo nữa là nhảy nhép theo chiều dọc, là dành cho những người mà nhảy té dàn giáo á, hoặc là nhảy từ trên cao xuống các bạn. Rồi tiếp theo nữa là trật xoay theo trục ngang, thì cái này là ở vận động viên leo núi thôi, cái này là mình hiếm gặp ha. Mình không có gặp, bốn cái đầu thì mình gặp nhiều hơn. Thì thường thường ở cái nén ép được chiều đứng dọc này là gặp nhiều, chị gặp nhiều bệnh nhân theo nén ép theo chiều đứng dọc. Tại vì hai cái trường hợp mà gặp quá mức, vũ quá mức á, thường thường là do ô tô, bệnh nhân ngồi ô tô nhiều, nhưng mà Việt Nam mình thì cái tỷ lệ này ít, nhưng mà bệnh nhân thì gặp cái huyết đó hoặc là cái nén ép theo chiều dọc thì nó nhiều hơn. Thì tiên lượng á, tiên lượng của nó thì thường thường nó là tùy theo cái cơ chế chấn thương mà tiên lượng tốt hay xấu. Thì cái này là bạn sẽ học ở bên ngoại thần kinh ha, này chỉ điểm qua thôi. Vậy thì khi mà bệnh nhân mà tổn thương tủy sống, ví dụ như là sau khi mà bệnh nhân của mình ngã từ trên cao xuống chẳng hạn, thì đầu tiên là bệnh nhân sẽ trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn choáng tủy, giai đoạn thứ hai là giai đoạn hồi phục. Giai đoạn choáng tủy là sao ạ? Giống như là các bạn bị sốc á, choáng tủy hay là sốc tủy á, nghĩa là có một cái tác động nhất thời vào thần kinh thì giật mình, đúng không ạ? Và nó cắt đứt hoàn toàn các cái chức năng ở dưới vùng tổn thương, có nghĩa là khi mà sau khi bị té đau chói ở lưng một cái, rồi sau đó là hiện tượng là hai chân liệt hoàn toàn, mất hoàn toàn cảm giác vận động, bất cứ phản xạ được nhu động ruột hay là cảm phản xạ tiểu tiện, đại tiểu tiện nha, mất hoàn toàn, ta gọi là giai đoạn choáng tủy. Thì giai đoạn này có thể là nó sẽ trải qua 1 tuần đến 4 tuần, tùy tùy theo cái mức độ mà nặng của cái tủy, động tủy mà bị tổn thương á, rồi ha. Thường thường nó là choáng tủy.
Rồi sau giai đoạn chống tủy thì bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn hồi phục. Thì giai đoạn sau giai đoạn hồi sau chống tủy thì cái phản xạ nó hơi sẽ hồi phục, và cái phản xạ mà hồi phục đầu tiên là các bạn học ở bên nội bệnh lý là bạn biết đó là phản xạ hành hang. Rồi à, tiếp theo nữa thì bệnh nhân sẽ có cái phản xạ gân cơ gân xương nè, phản xạ da đều nè, bệnh nhân sẽ có cử động được các ngón chân nè, và hồi phục cái mức độ nào thì nó tùy theo là thứ nhất là bệnh cảnh của bệnh nhân. Bệnh cảnh này là té hay là bệnh lý nội khoa hoặc là nhồi máu tủy. Cái thứ hai nữa là do cái mức độ mà tủy nó tổn thương nhiều hết, mà muốn biết mức độ tủy tổn thương nhiều hết thì trên lâm sàng, cận lâm sàng bạn phải có ví dụ như hình ảnh học MRI nè, hoặc là chụp chụp cộng hưởng từ chức năng nè, thì bạn mới đánh giá được là cái mức độ tổn thương nó là trên hình ảnh học. Thứ hai là bạn phải khám xét coi là cái chức năng hiện tại còn lại của bệnh nhân là như thế nào, được rồi, để mình đánh giá cái mức độ tổn thương, thì khi đó mình sẽ biết được là bệnh nhân ở giai đoạn nào. Thì cái phần này tủy chẩn đoán này á, chẩn đoán là chấn tủy giai đoạn hồi phục á, thì cho bên Y5 thì bạn chỉ yêu cầu của bạn học ít thôi, chứ nó không có học nhiều giống như bên ở bệnh lý á, được không ạ? Thì nhớ giùm chị là trong tổn thương tủy sống nó sẽ chuyển ra hai giai đoạn, đây là giai đoạn chấn tủy, sau giai đoạn chấn tủy là bệnh nhân sẽ bắt đầu hồi phục. Và trong cái giai đoạn hồi phục á, thì người ta chia thành hai hai giai đoạn nhỏ nữa. Giai đoạn hồi phục đầu tiên là bệnh nhân sẽ bị liệt mềm, được không ạ? Liệt mềm. Sau đó từ liệt mềm bệnh nhân sẽ chuyển sang liệt cứng, đây là cái mô típ của các cái trường hợp tổn thương cơ trung ương, được ha? Thì giai đoạn liệt mềm chuyển sang giai đoạn liệt cứng. Vậy thì trong phục hồi chức năng của mình á, thì nó sẽ cũng chia ra các giai đoạn tương ứng như vậy. Ở đây thì trong giai đoạn chấn tủy thì nhắc lại cho các bạn á, thì nó đặc điểm của nó là liệt mềm hoàn toàn dưới mức tổn thương này. Bệnh nhân mất hoàn toàn cảm giác nông, cảm giác sâu dưới mức tổn thương. Bệnh nhân mất tất cả các phản xạ gân xương, dấu hiệu qua phân kỳ hai bên không đáp ứng, đại tiểu tiện không tự chủ, nha, mất hết đó, bạn không biết gì hết. Và khi mà bệnh nhân hồi phục, hồi phục thì nó sẽ tùy tùy theo mức độ tổn thương mà bạn có. Bệnh nhân hồi phục liệt hay liệt tứ chi hay là liệt hai chi dưới, bệnh nhân có rối loạn cảm giác, bệnh nhân có rối loạn cơ tròn, có rối loạn dinh dưỡng, có rối loạn kinh thực vật, thì tùy theo mức tổn thương gọn nghèo, được chưa? Vậy ở trong tổn thương tủy sống này thì người ta sẽ phân thành hai nhóm, đúng không? Một cái là tổn thương hoàn toàn, cái thứ hai là tổn thương không hoàn toàn. Thì bên lúc bạn học kỹ chứng với bệnh học á, bạn sẽ nghe cái hội chứng là hội chứng tủy cắt ngang, hội chứng cắt ngang tủy hay là tủy cắt ngang cũng được, có tương ứng với trường hợp là tổn thương tủy hoàn toàn. Nói như một chuyện rất là dễ hiểu giống như cận dây thừng, nó có nhiều sợi nhỏ, thì tổn thương tủy hoàn toàn là bạn cầm cũng dạng cái ngang cộng dây, được mà đứt lìa hoàn toàn, được ha, được mà, hoặc là giống như cộng dây điện của bạn vậy đó, cộng dây điện của bạn vậy đó, ở trong ở ngoài là vỏ nhựa, ở trong là dây kim loại, thì bạn lấy cái kim bạn bấm như đó, thì cái vỏ nhựa ở ngoài nó còn nhưng mà dây kim loại của bạn nó đứt lìa lần hai, được ha, thì cái đó nó ví dụ cho cái trường hợp là tổn thương tủy hoàn toàn. Còn cái thứ hai đó là tổn thương tủy không hoàn toàn, có nghĩa là cái dây cũng là dây điện đó, ở ngoài là nhựa, ở trong là dây bằng đồng hoặc bằng nhôm, thì có thể là đứt nửa cọng dây đấy hả, được mà, một dạng dây điện có thể là lỗi to hoặc là nhiều sợi nhỏ, thì cái dạng mà nhiều sợi nhỏ thường thường nó đứt hai ba cộng, là bốn năm cộng, là 10 cộng, hay là đứt hết 2/3 cái số lượng sợi kim loại ở trong đó, được mà, thì cái đó là nó sẽ có bệnh cảnh tương ứng là hội chứng tổn thương tủy không hoàn toàn. Thì cái này là bạn học được, các bạn học rất là kỹ ở bên nội rồi, cái đó chị không nói, cái này chị nhắc lại ha, tổn thương tủy sống hoàn toàn và tổn thương tủy sống không hoàn toàn, được không ạ? Và cái tùy theo cái mức độ tổn thương tủy thì bệnh nhân bên trên lâm sàng nó sẽ có mức độ liệt tương ứng, và khi mà nó liệt ở đoạn nào thì mình sẽ tiên lượng về chức năng đó, nó sẽ tương ứng với đoạn đó. Ví dụ như là bệnh nhân tổn thương ở vùng tủy L1 được ha, tủy L1 hoặc L2 thì tương ứng trên lâm sàng bệnh nhân vỡ đốt sống T12 chẳng hạn, thì khi đó là bệnh nhân tổn thương L1 khoảng khoảng đó thôi, L1 vậy thì bệnh nhân sẽ có là liệt hoàn toàn hai chi dưới, từ nhất lần bạn trở xuống là bệnh nhân liệt hoàn toàn hai chi dưới, được không? Và nếu như trường hợp bệnh nhân bị tổn thương cao hơn đoạn ngực C6 ngực 6 thì thường thường mức tủy ngực 6 mà mức tủy của nó sẽ là ngang gỗ ngang ngang cái mũi kiếm xương ức, mà ngang mũi kiếm xương ức trở xuống bệnh nhân liệt hoàn toàn vận động mực cảm giác, được không? Cái hình nữa là C6 của bạn á, là thường thường là từ khoảng lực ở ngoài xương cánh tay á,
từ mức đó trở xuống hai chân, thì bệnh nhân liệt hoàn toàn vận động và cảm giác. Là cái trường hợp đó người ta đánh giá là liệt tứ chi. Cái C4 thì nặng nề hơn. Và trên lâm sàng thì các bạn biết bệnh cảnh tổn thương tủy sống và tai biến mẫu não. Thực ra mà chị nhìn hai đối tượng bệnh nhân, chị thấy cái bệnh nhân mà tổn thương tủy sống đau khổ hơn nhiều. Tại sao? Tại vì cái tổn thương tủy sống thứ nhất là gặp trên người trẻ đang trong cái tuổi lao động là trụ cột gia đình. Thứ hai nữa, tổn thương tủy sống là bệnh nhân cái não, những trường hợp mà không tổn thương não kèm theo thì bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và bệnh nhân nhận thức được là cái cơ thể mình phần nào nó khiếm khuyết đúng không? Và giảm chức năng phần nào và tình trạng bệnh của mình hiện tại là như thế nào được hết rồi. Thì lúc đó là bệnh nhân cảm giác rất là đau khổ. Còn bệnh nhân đột quỵ thì cũng không phải là họ đau khổ ít hơn, nhưng mà có những cái trường hợp là bệnh nhân có kèm theo cái loạn ý thức ấy. Nhận cái khả năng nhận thức họ kém á, thì những trường hợp đó thì mình có thể hiểu được là có một số người là người ta không nhận biết được như thế nào là bệnh tình hiện tại của họ là như thế nào, được không ạ? Do đó là tùy thôi, tùy dưới góc nhìn của từng người. Thì chị thấy là chấn thương sọ não thì nó nhằm tổn thương tủy sống á, thì nó đem lại cái hậu quả nặng nề hơn, tại vì nó xảy ra ở người trẻ, được không ạ? Ở người trẻ mà đang đang trong cái độ tuổi lao động. Còn đột quỵ thường thường mình gặp ở người hơi trung niên nè, đúng không? Cũng cũng là những cái thành phần lao động chính, nhưng mà thường thường là gặp ở người già. Cái đó là mô hình bệnh tật ngày xưa, nhưng mà bây giờ cái đột quỵ nó cũng dần trẻ hóa rồi ha. Bạn chị có một bạn khóa 31 giống như tụi chị á, mà cũng bị đột quỵ một hai lần nữa là do tăng huyết áp, đúng không? Do đó là giờ bệnh cái mô hình bệnh tật ngày xưa với bây giờ nó thay đổi nhanh lắm các bạn. Rồi ở đây là một cái hình ví dụ như các bạn coi là cái mức độ liệt của bệnh nhân. Vậy thì các bạn tưởng tượng cái câu hỏi của bạn sẽ đặt ra là chị ơi, giờ bệnh nhân liệt như vậy rồi sẽ có hồi phục hay không? Thì có hồi phục hay không là tùy thuộc vào, thứ nhất bệnh nhân tổn thương tủy sống rồi là có được phẫu thuật kịp thời hay không. Thứ hai là nếu như bệnh nhân bị viêm tủy thì bệnh nhân có được điều trị kháng viêm hoặc là corticoid đúng liều hay không, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là và cái tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Và thứ tư nữa là tùy thuộc vào cái mức độ tủy của bệnh nhân nó bị tổn thương hoàn toàn hay không hoàn toàn, tổn thương 1 phần 3 hay là 2 phần 3 hay là 1 phần hay là hội chứng tủy cắt ngang, được ha? Ở đây á, mình để phân biệt được cái tổn thương liệt hai chi dưới liệt tứ chi á, thì thường thường là mình sẽ dựa vào cái mức tủy T1. Được mà mức độ tủy T1 thì nếu mà tổn thương ở trên phía trên C1 đến C8 là liệt tứ chi, còn T1 á, thì liệt từ T1 trở xuống á, thì mình đánh là liệt hai chi, được, liệt hai chân, được không ạ? Liệt hai chân á, được hai chi dưới cũng được, liệt hai chân, được không ạ? Và tiên lượng thì tất nhiên là cái chuyện những trường hợp bệnh nhân mà liệt hai chi dưới á, thì nó sẽ tiên lượng tốt hơn những bệnh nhân liệt tứ chi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân mà tổn thương liệt liệt càng thấp á, ví dụ như X5, X1 đó nó 5 nè, hoặc là L1 đến L5 nè, thì nó sẽ tiên lượng tốt hơn là những anh mà tổn thương T2 đến T12, được không ạ? Hoặc là những anh mà T1 thì cái này là toàn tổn thương tủy ở mức càng về thấp á, càng về dưới phía dưới á, thì nó cái mức độ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân á, và tiên lượng thì nó sẽ khá hơn, được không ạ? Thì đây là cái một cái lược đồ tương ứng với các vùng cơ của cái vùng tủy chi phối. Thì một mình đi từ dưới lên, từ ngược ngược từ dưới lên, thì ở đây là đầu tiên là cùng cục. Cùng cục là chủ yếu là chi phối vùng S1 đến S5, được ha. Thì chủ yếu là sẽ chi phối cái chức năng về một ít về cơ thôi, chủ yếu là bàng quang, đại tràng và chức năng về tình dục. Thì chủ yếu là những trường hợp mà các bạn sẽ thấy ví dụ như trong thoát vị địa đệm mà chèn ép là 5S1 á, hoặc là nặng hơn thì những cái trường hợp mà chèn ép ở dưới á, thì bệnh nhân của mình nó sẽ có những ví dụ như là hội chứng chùm đuôi ngựa nè. Thì những cái đó thì bệnh nhân chủ yếu là ảnh hưởng về đại vận động thì nó ít, mà ảnh hưởng về chức năng ví dụ đại tiểu tiện không tự chủ nè, nó là chức năng tình dục nè, nó sẽ bị nhiều hơn. Rồi mức cao hơn nữa thì tổn thương dần lên là từ L1 đến L5. Thì L1, L5 là cái vùng này nó sẽ chi phối cho cơ, là cơ ở vùng háng nè, vùng đùi nè, vùng cẳng chân và bàn chân. Thì
nó chi phối cho các cơ này. Vậy thì trường hợp bệnh nhân sẽ liệt từ L1 đến L5 thì các cơ này đồng nghĩa với việc là nó bị yếu hoặc nó bị liệt hoàn toàn, mà hai chân các cái cơ mà nó bị yếu hoặc là liệt hoàn toàn, vậy thì bệnh nhân có khả năng đi lại mà, và lúc đó là giảm khả năng đi lại hoặc là mất khả năng đi lại, đúng rồi, các bạn hình dung được chưa? Rồi tiếp theo nữa là mình tiếp theo tới động ngực. Động ngực thì nó là T1 với T12, chủ yếu là chi phối các cơ vùng lồng ngực, cơ bụng và cơ vùng lưng để giúp cho giữ vững cái tư thế lúc bệnh nhân lúc ngồi. Vậy thì nếu bệnh nhân tổn thương ở động ngực thì đồng nghĩa với cái đoạn mà tủy chi phối ngực, thắt lưng, cùng cục này đều bị gián đoạn hết. À, bệnh nhân tổn thương T12, T1, T2 chẳng hạn thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến vùng cơ hô hấp bệnh nhân nè, mà cơ hít vào thở ra nè, được chưa? Và tiếp theo là ảnh hưởng cái cơ ở hai chi dưới nè, và ảnh hưởng chức năng bàng quang đại tràng, được chưa? Và nếu như bệnh nhân tổn thương vùng cổ, thì vùng cổ cổ thì các bạn ngồi các bạn lắc cổ qua cổ lại thì bạn thấy, nhưng mà nó cái vùng tủy chi phối á, thì nó sẽ chi phối chức năng của chi trên, thì lúc đó là hai tay của bệnh nhân là không có chức năng nè, bệnh nhân cơ hoành có thể bị liệt nè, liệt thì lúc này làm phải cần là gì, máy thở, được chưa? Thì đây là cái việc mà giảm hoặc là mất chức năng tương ứng với cái vùng tủy chi phối cho bệnh nhân, đúng không? Được mà. Vậy thì các bạn hình dung là một bệnh nhân mà liệt tứ chi thì từ cổ cho xuống thì tất cả các chức năng, ví dụ như là chức năng của chi trên, bệnh nhân có thể ngồi ngồi được hay không, nằm nghiêng được hay không, nằm ngửa được hay không, hoặc là bệnh nhân có thể đi lại được hay không, chức năng đại tiểu tiện của bệnh nhân có còn được hay không, là còn tùy ha, được không? Thì đó là bệnh cảnh của tổn thương tủy sống thì nó nặng nề giống vậy, được chưa? Vậy thì ở phòng chức năng á thì không có hướng dẫn các bạn khám lại để chẩn đoán, để gọi là biết tổn thương, giống như là bên thần kinh á, thì trong phòng chức năng hướng dẫn bạn khám khám để đánh giá cái mức độ tổn thương tủy. Và tại sao phải khám và đánh giá cái này? Lý do là tại vì khi mà một bệnh nhân tổn thương tủy sống á, thì mượn cái hình này lại chỉ cho các bạn xem ha. Một bệnh nhân mà tổn thương tủy sống, ví dụ như là khi mà mới chấn thương á, thì bệnh nhân bị tổn thương tủy đoạn này, được không ạ? Tổn thương tủy đoạn này nó dài như vậy nè, thì nó sẽ có nhiều cái mức tủy. Vì nó dài như vậy thì có thể là lúc đầu á, thì bệnh nhân nó mất mất hoàn toàn chức năng vận động lên đây. Tuy nhiên là sau khoảng thời gian á, thì bệnh nhân sẽ hạ thấp xuống, được mà nguyên cái đoạn tủy dài này nó sẽ hồi phục từ từ chứ, như hồi phục đoạn A nè, đoạn B, đoạn C. Vậy thì khi mà đánh giá, để ý đánh giá cái mức độ hồi phục á, thì mình phải cần một cái công cụ hoặc là một cái thang đo. Thì ở phục hồi chức năng hoặc là ở thần kinh thì người ta sẽ dùng cái thang này. Thì cái thang này là của Hiệp hội Tổn thương Tủy sống Hoa Kỳ, đó mà ACA ha, Hiệp hội Tổn thương Tủy sống Hoa Kỳ, và người ta đưa ra một cái loại chuẩn về cái mức độ tổn thương thần kinh ở bệnh nhân tổn thương tủy sống. Cái bài chỉ dịch cho các bạn là phiên bản 2019, chứ hiện tại là nó có phiên bản 2021 rồi các bạn, mình học cái cũ hơn thôi. Thì ở đây là khám khám ACA thường giống như các bạn học một cái khám thần kinh bình thường đó. Khám thì bạn sẽ kết luận, và khám ACA bạn sẽ kết luận được mấy cái điều như thế này. Đầu tiên, bạn khám được là bạn xác định được là bệnh nhân có tổn thương thần kinh hay không, và cái mức nào, tại vì tủy sống của mình nó có tới như là 28 thanh tủy, vậy thì bệnh nhân tôi tổn thương tủy sống mức nào, được ha? Thứ hai nữa là cái mức tổn thương, cái mức độ nặng của tổn thương là mức nào, nhẹ, trung bình hay là nặng, được không? Và cái thứ ba nữa là dựa vào cái mức độ đó tôi biết là bệnh nhân tổn thương tủy hoàn toàn hay không hoàn toàn, và sau này là tôi sẽ có một cái gọi là tiên lượng, đúng không ạ? Tôi sẽ tiên lượng được là sau 3 tháng hay 6 tháng gì đó thì mức độ hồi phục của bệnh nhân của mình là như thế nào. Giống như là bệnh nhân đột quỵ đấy nè, sau khi đột quỵ 3 ngày hoặc 1 tuần là bệnh nhân có thể cử động được cơ duỗi ngón chân cái chẳng hạn, thì bệnh nhân đó sẽ tiên lượng tốt hơn những bệnh nhân khác, được chưa? Và nó có các cách tính điểm để tiên lượng, thì ở đây tổn thương tủy sống cũng giống như vậy. Vậy đây mình có cái gọi là khám ACA, thì đây là chỉ trình chiếu cho các bạn xem một cái bản khám ACA này. Thì về nguyên tắc khám thần kinh hồi đó bây giờ thì luật bất thành văn, thì nó chỉ có vài nội dung chính thôi, nó không khác gì hết. Thì nội dung chính ở đây nó sẽ có gì, khám là nó có sẽ có đầu tiên là trong thần kinh khám là khám cảm giác, đúng không ạ?
Thứ hai nữa là kháng vận động, được ha. Cái thứ ba là kháng phản xạ, được mà. Chỉ có ba cái đó thôi. Ở đây thì chị không có khám mấy cái những cái khác, và cái hiệp hội tổn thương vị sống Hoa Kỳ này người ta đưa ra ba cái loại đó là cảm giác nè, vận động nè, và kháng phản xạ nè. Và trong cái khám đó thì người ta chia thành hai phần, hai bên cơ thể. Tại vì khi mà một khoanh tủy nó có hai dây thần kinh sống đi qua hai bên, được mà. À, vậy đó là người ta sẽ khám, người ta phân ra là bên phải và bên trái. Thì đây là cái phiếu ASRA, bạn nhìn vào bạn thấy là cái chữ ra là bên phải nè, bên trái nè, và một cái ô tương ứng là một mức tủy, được không ạ? Và các bạn thấy người ta sẽ đánh dấu là từ C2 cho tới S4, S5. À, vậy nó nhiều vậy thì chắc ăn là cái bệnh nhân tổn thương tủy sống, tôi phải khám hết cái này. À, và bây giờ các bạn mới học phục hồi chức năng hoặc là bạn mới làm quen với cái này, bạn khám cái này nó hơi nhiều, nó có bỡ ngỡ. À, cái ngày xưa là chị là cứ auto là bệnh nhân nào tổn thương tủy sống vào khoa là chị xách tờ giấy này nè, chị sẽ đi khám và một tuần chị phải đánh giá lại một lần cho bệnh nhân, được không? Và trước khi ra viện là phải đánh giá lại một lần nữa. À, thì cái này là giống như khám nhiều với rồi quen á. À, còn mình mới thì mình thấy nó nhiều quá, ví dụ như C2 cũng phải khám, C3 cũng khám, C4 cũng khám, và trong khi đó mà khám còn hai bên nữa chứ, à, bên phải và bên trái, được mà. À, vậy thì nó rất là nặng so với các bạn. Cái đó là chị ở bộ môn, chị làm lại một cái bảng phân loại tổn thương tủy sống theo ASEA. À, và ít hơn, ít hơn đây là chị lọc bỏ bớt rồi, nhưng mà các cái khoanh tủy này nó nhìn nó bớt gườm gà hơn. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn nhìn vào đây thì bạn sẽ thấy là đơn giản hơn. À, và khám vận động và cảm giác ha, hai bên cơ thể, được chưa? Và cái cách khám của cái này á, cái này thì khám á, thì bạn sẽ được học trên lâm sàng. Tuy nhiên hôm nay chị sẽ nói sơ qua các bạn biết ha. À, đầu tiên là khám cảm giác, thì mình sẽ khám cảm giác nào? Khám cảm giác. À, đầu tiên thì mình sẽ khám cảm giác á, thì nguyên cơ thể mình không lẽ mình sợ hết. Cho đó là khi mà khám bệnh nhân á, thì mình chỉ khám là một khoanh tủy, người ta sẽ quy ra một điểm chính thôi, được không ạ? Cái nghĩa là chỉ các bạn khám đánh giá cảm giác ở cái vùng đó mà nó bình thường thì nguyên cái khoanh tủy đó người ta cho phép nó là bình thường, được không ạ? Thì đây là mình sẽ kiểm tra một điểm chính trong 28 khoanh tủy. Vậy là suy ra thì sao, mình sẽ có 28 cái chấm trên người bệnh nhân và nhân hai bên là 56 cái chấm, được không ạ? Thì đó là khám cảm giác. Và khám cảm giác này á, thì kết quả bạn phải cho gì đó là không, là không có cảm giác. Một là bệnh nhân có rối loạn cảm giác, là bệnh nhân có một phần hoặc biến đổi hoặc là tăng cảm giác. Cái thứ hai là bình thường, còn NT là không kiểm tra được. Không kiểm tra được ở đây là cái vùng đó bệnh nhân bị cục chân á, được không ạ? Cục chân hoặc cục tay một bên bạn không đánh giá, không so sánh được, được không? Khám cảm giác thì ở đây mình sẽ đánh giá hai loại cảm giác: cảm giác sờ chạm và cảm giác đau. Cảm giác sờ chạm thì bạn sẽ khám bằng cái tăm bông, cái đầu tăm bông. Cảm giác đau thì bạn sẽ khám bằng cái đầu kim kim tây, được không ạ? Ở ngoài miền Bắc thì dùng từ là cái đầu kim băng, được ha. Khám cảm giác đau và cảm giác sờ chạm, được chưa? À, thì kết quả mình sẽ cho ra được là 0, 1, 2 hoặc là NT. Bạn đánh giá cảm giác thì khám như vậy thôi. Thì đây mình sẽ quay lại cái bảng ASEA rồi mình sẽ khám thử ha. À, ví dụ như trường hợp này chị đưa ra, giờ ví dụ như là cái trường hợp này chị khám từ ở đây thì bệnh nhân mình có giảm cảm giác từ C7 trở xuống ha. C7 bệnh nhân bình thường hai bên cơ thể này, được không ạ? Được mà. Ở đây thì ở đây bệnh nhân bắt đầu giảm nè, giảm giảm ha, giảm và giảm từ đây xuống tới dùng S4, S5 luôn, được không ạ? À, thì mình sẽ có giảm cảm giác hết. Ở đây thì các bạn cái điểm chấm đó thì mình sẽ khám ở đâu? À, cái điểm chấm đó thì mình sẽ có là trên cái hình này nè. À, bạn thấy nó có những cái chấm nè, à, đây nè, ví dụ như C2, C3, C4, mấy cái chấm thì quanh quanh. À, là khi mà đi lâm sàng bác bắt buộc bạn phải biết cái điểm này. À, và muốn biết thì chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn đọc, và ở đây chị cũng nhắc lại luôn. Thì ở đây là C2 thường thường là cái lỗ tai ngoài của bạn á, thường nó là ngay trên cái mỏm chấm, chấm
nhưng mà thường thường là nó sẽ sau cái lỗ tai ngoài này nè, à, sau cái lỗ tai ngoài này nè 3 cm được rồi. Rồi tiếp theo là cái C3. C3 là các bạn nhớ xương đòn trên cái hố thượng đòn của mình, à, nó có một cái nát cái rãnh đúng không ạ, thì à, bạn kẻ đường trung đòn thì cái điểm mà nằm trên xương đòn ngay trên chỗ cái nếp cái hố thượng đòn đó là C3. À, còn C4 là nó là cái mẫm quả, à, đúng mà nó ngay mẫm quả của tư nhân á, đúng rồi. Rồi C5 á, thì bạn đánh là cái là ngay trong cái lồi cầu ngoài, là cầu ngoài xương cánh tay, đúng mà. À, còn C6 thì là nó là đốt gần, là cái đón cái mình có đốt gần đốt xa, à, thì nó là cái nền của thân cái đốt gần ngón cái, đúng rồi. Còn C7 á, là khớp bàn ngón số 3. À, C8 là khớp bàn ngón út, đúng rồi. À, C8 là tới T1. T1 là ngay lồi cầu trong cái cánh tay. À, T2 là đỉnh hố nách, là điểm này đây. Rồi T3, những cái điều bên đây là bạn sẽ kẻ một đường trung đòn ha. Đây là đường trung đòn nha. À, đường trung đòn thì là T3, đây là gian sườn 3. Đúng rồi, đường trung đòn hai bên. Rồi T4 á, thì nó là theo nguyên tắc nó là đường trung đòn số 4 á, thì nhưng mà nó là đường ngang nắm vú nè. Đúng rồi. Rồi tiếp theo nữa là T6. T6 là ngang mõm kiếm xương ức, được ha. Vậy là T5 là gian sườn 5, nhưng mà nó giữa T4 và T6. Rồi T7 còn với T10. T10 là ngang rốn, đúng không? À, T7, T8, T9 thì bạn chia cái này thành 3 đoạn bằng nhau, thì một đoạn là khoanh ra T7, một đoạn là T8, một đoạn là T9. Rồi tiếp theo nữa T12 á, T12 của mình á là ngay chân nít lần bạn á, nó đếm lần bạn này, nó nằm phía trên nít lần bạn nè, các bạn thấy không ạ? À, T12 đi cần bạn á, đây nằm đây T12. L1 với L2 thì thường thường người ta định nghĩa L2 á là mặt trước trong của đùi, được không ạ? Thì L1 là nối hai điểm này lại, L1 là giữa hai này, được ha. Rồi L3, L3 là lồi cầu trong xương đùi, được không ạ? À, là cầu trong xương đùi. L4, L4 là mắt cá chân. L5, L5 là khớp bàn ngón số 3. Rồi S1 á, S1 là bên cái xương gót nằm đây nè. À, thì đây là bên cái góc bên của xương gót, được không ạ? À, S2 chỗ này là hố khoeo, được ha. Còn S3 chỗ này là hai cái ụ ngồi. Còn S4, S5 là hậu môn, được ha. Cái vùng xung quanh hậu môn 1 cm và sâu vào trong 1 cm, được không ạ? Thì cái đó là đây là các cái điểm cảnh giác, và khi mà khám thì mình sẽ có viết từng 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 điểm như đó, mình viết vào cái bảng này, được không ạ? À, và lúc đó mình sẽ đánh giá ra được là, và khi mà khám hết cảnh giác đó thì người ta sẽ yêu cầu mình kết luận, người ta gọi là cái mức cảm giác, được không ạ? Mức cảm giác là khoanh tủy thấp nhất có cảm giác bình thường hai bên cơ thể. Thì hồi nãy là chị cho ví dụ thì chị lấy từ là C7, được không ạ? C7 là bạn thấy cảm giác của hai bên cơ thể là đều là hai hết nè, C7 ha. À, được không ạ? Vậy thì cái mức cảm giác ở đây là C7, được chưa? À, đó thì đây là cái cách mà mình khám cảm giác, mà nói nói sơ qua một lần thì các bạn không nhớ đâu, nhưng mà bây giờ nó còn vậy, nên là các bạn hả? Tới khi nào bạn đi lâm sàng sợ các bạn quên hết cái phần lý thuyết này, tới đó chị sẽ nói lại nữa ha. Rồi ở đây là vận động. Vận động ở đây thì mình sẽ khám bằng cách nào? Mình sẽ thử cơ, được không? À, mình thử cơ ở đây là thử cơ gì? À, thử cơ ở đây thì mình sẽ có 5 cơ chính ở phía trên hai bên và 5 cơ chính ở phía dưới hai bên, được mà, tổng cộng là có 10 cơ chính. Và kết quả bạn thử cơ hôm trước thì anh hướng dẫn các bạn rồi, thì bạn thử là có 6 bậc cơ. Ở đây cũng giống như vậy, bậc 0, 1, 2, 3, 4, 5, được mà. Còn các cơ khác bên đây thì các bạn, đối với các bạn thì không có cần học, được mà. À, như đây thôi, bạn đọc 10 cơ chính nè, bậc là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì khi đó là bạn sẽ viết vào trong cái bảng này, viết vào cái bảng ASEAN này nè. À, ví dụ như giờ, à, bệnh nhân của chị giống cũng trường hợp đó nha, chị thử ở đây chị thấy là, à, T1 cơ của bệnh nhân là bậc 3, được không ạ? Bậc 3 đây. Rồi C8 thì cơ bệnh nhân là bậc 5, được không ạ? À, đây là bậc 7 là bậc 5,
À, ví dụ vậy nha. À, ở dưới này là bệnh nhân có cơ bậc 1 hết. Được ha. Ở đây là chỉ ví dụ thôi nha. Rồi, vậy thì ở đây đó khám thử cơ vậy, xong rồi ở đây vận động thì người ta nãy có mức cảm giác, thì bên vận động này người ta cũng kết luận được là nó có mức vận động. Đúng không ạ? Thì mức vận động ở đây người ta định nghĩa là khoanh tẩy thấp nhất có bậc cái cơ có bậc từ 3 trở lên. À, được không ạ? À, cơ mà có bậc từ 3 trở lên. Được ha? À, hai bên cơ thể luôn, đều hai bên cơ thể thì mức vận động bạn thấy là cái cơ nào có bậc từ 3 trở lên nè. Ở đây là bạn thấy là khoanh tẩy là T1. Được không ạ? Mức vận động của bệnh nhân ở đây là T1. Được ha? Giờ đây ta có là mức cảm giác nè, có mức vận động nè. Rồi, vậy thì tôi hỏi là mức tổn thương tủy sống theo ACA là cái gì? À, mức tổn thương tủy sống ở đây là mức thần kinh, là mức là cái khoanh tủy thấp nhất mà vận động và cảm giác bình thường hai bên cơ thể. Vậy thì ở đây là trường hợp này tôi sẽ chẩn đoán là bệnh nhân sẽ là tổn thương tủy sống, này là mức tổn thương tủy của bệnh nhân là mấy ạ? Là C7. Được ha? Vận động và cảm giác bình thường hai bên cơ thể đây là C7. Được chưa? Đó, và cuối cùng là bạn sẽ thấy được là mình khám cái này và đánh giá là C7. Vậy thì bao lâu mình khám bản này một lần? Thường thường là 1 tuần, 1 tháng. Và ở các khoa thì nhiều bệnh nhân, như đó là thường thường lúc mà chị học ở Bạch Mai á, là một khoa bệnh của phòng chức năng của bệnh viện Bạch Mai á, thì khoảng cỡ 100 trăm bệnh mà tổn thương tủy sống hết 60 bệnh à. Do đó là 1 tuần đánh giá lại đánh giá không nổi, do đó là thường thường là vào viện đánh giá 1 lần, ra viện đánh giá 1 lần để tiên lượng. Ví dụ như thường thường là bệnh nhân vào với mình là tổn thương C7, tuy nhiên là 1 tháng sau điều trị thì bệnh nhân có thể dù lại xuống là T1 á. Được mà ở đây người ta thấy là cái mức độ hồi phục của bệnh nhân là T1 lúc khám á, thì có thể là cái cơ cái cảm giác chỗ này nè bình thường luôn, bình thường luôn. Được ha? Vậy đó là ta đánh giá để theo dõi hiệu quả điều trị. Đây là mình sẽ đánh giá được là tổn thương tủy sống mức tủy là C7. Được chưa? Rồi, tiếp theo mình còn thêm nói một cái nữa, đó là cái khám hậu môn trực tràng. Hậu môn trực tràng ở đây là cái vùng tủy S4 và S5. Và dựa vào cái vùng tủy này á, mình để phân biệt được là tổn thương tủy sống hoàn toàn hay không hoàn toàn. Thì ở đây thì mình sẽ khám bằng cách nào? Đầu tiên á, là mình sẽ có thăm hậu môn, giống thăm hậu môn trực tràng giống y chang như bạn khám ở nội tiêu hóa để coi ra bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa hay không nhé, thăm trực tràng. Thứ hai nữa là bạn đánh giá coi là cơ thắt của bệnh nhân như thế nào, được không ạ? À, thì ở đây thăm hậu môn trực tràng thì thường thường á, thì bạn sẽ đánh giá được là cảm giác khám cảm giác là bệnh nhân có định vị được ngón tay di chuyển lên trên xuống dưới qua trái hay qua phải hay không. Cái thứ hai nữa là yêu cầu bệnh nhân là siết ngón tay dính cái cơ hậu môn này nè, siết ngón tay của mình coi bệnh nhân có làm được hay không. Nếu bệnh nhân làm được á, là cơ thắt, có cơ thắt đúng không? Bệnh nhân định vị được cảm giác thì bệnh nhân là có cảm giác, thì cái vùng khoanh tủy bốn mét năm này là bình thường, được không? Và dựa vào đó thì mình có thể đánh giá được, dựa vào đây thì mình có thể đánh giá được là phân loại được là tổn thương tủy hoàn toàn hay là không hoàn toàn. Rồi đây thì đánh giá ACA xong người ta sẽ chốt ra coi các bạn là loại nào, được mà ở đây mình sẽ có là 5 loại A, B, C, D và E. Thì tất nhiên cái E này thì mình không cần phải đề cập tới là tại vì nó là chức năng vận động và cảm giác bình thường. Rồi cái mức độ A này là bạn biết, nhìn vào bạn sẽ biết đây là mức độ nặng nhất ở đây là sao, là tổn thương tủy cắt ngang, là không có vận động và cảm giác được bảo tồn ở các khoanh tủy cùng ở 4 và 5, được không ạ? Được không ạ? Có nghĩa là khi mà cái trường hợp này hồi nãy mình khám cái bản ACA khám nè, C7 đúng không? Mức tủy là C7 thì S4 S5 của chị khám nè, cơ thắt hậu môn của bệnh nhân là không có, được không ạ? Cơ thắt hậu môn bệnh nhân là có, ví dụ là có đi, được ha? Cảm giác hậu môn bệnh nhân là có đi, được không ạ? Nếu như cơ thắt hậu môn có, cảm giác hậu môn có thì lúc đó mình có chẩn đoán là mức độ A không ạ? Ở đây phân loại theo ACA thì tổn thương tủy mức độ A là không có vận động và cảm giác được bảo tồn ở các khoanh tủy cùng ở 4 và 5.
Có nghĩa là cái chỗ mà thâm hậu môn á, bệnh nhân không có cảm giác, không có vận động luôn, đúng không ạ? Thì khi đó là người ta sẽ phân loại nó là mức độ A. Theo cái ví dụ hồi nãy chị cho thì cái đó là không phải là mức độ A rồi, được ha. Thứ nhất, rồi thứ hai trường hợp B. Rồi trường hợp B là sao? Là cũng là thâm hậu môn nhưng mà bệnh nhân có cảm giác, được không ạ? Nhưng mà không có cái cơ thắt, nó không có nhíu được đó, thì khi đó là người ta phân qua là loại B, được không ạ? Rồi giờ tới loại B, nó khác với loại này, khác với AB sao? Là cơ thắt đó dương tính, cảnh giác dương tính luôn, 4 đến 5. Và khi đó thì người ta sẽ xét tới là cái vùng dưới tổn thương đó, là nó có bao nhiêu cơ, được ha. Giờ hai chị mấy chị em mình sẽ đếm nha. Rồi ví dụ như đây, ở đây là cơ thắt hậu môn có nè, cảm giác hậu môn có nè, vậy thì là C7, C hay là D thì còn tùy ha. Giờ mình sẽ đếm, đếm là dựa vào số cơ nè. Cái mức dưới mức tổn thương của mình là bao nhiêu ạ? Là C C7, được rồi. Thì đây là mình đếm từ chỗ là từ C7 trở xuống, dưới C7 thì có bao nhiêu cơ có bậc từ 3 trở lên, được không ạ? Bao nhiêu cơ có bậc từ 3 trở lên thì bao nhiêu cơ? Chỉ có hai cơ này thôi, được ha. Vậy thì có hai cơ thôi, vậy thì mình quay về định nghĩa, mình coi người ta nói cái gì. Rồi người ta nói thế này, người ta nói á, cái mức độ C á, là dưới mức tổn thương bên dưới mức thần kinh hơn một nửa số cơ chính có bậc dưới 3, được không ạ? Giờ hơn một nửa số cơ chính có bậc dưới 3, nãy giờ mình sẽ có dưới mức tổn thương của mình á, là có là C8, ở dưới T1 là có 4 cơ, ở dưới nó 10 cơ, nó là tổng cộng là mình có 14 cơ dưới mức tổn thương. Mà bây giờ hồi nãy mình đếm á, nó chỉ có hai cơ bậc 3 thôi, được không ạ? Vì còn lại là nó còn 12 cơ bậc 1, vậy này nó khỏi điều kiện với là tổn thương tủy loại C, được không ạ? Tổn thương tủy loại C này là C7C, được ha, được mà, C7C. Còn mức độ D á, muốn mức độ D á, thì các bạn phải xem bảng này. Mức độ D á, thì từ cái mức mà chỗ T1 này nè trở xuống dưới á, thì phải có nhiều cơ bậc 3 nữa, thì lúc đó mình mới chẩn đoán là mức độ D, được chưa? Và còn lại là mức độ E. Này các bạn đơn giản dễ hiểu, thang điểm ASEA thì nó có A, B, C, D và E. Vậy thì khi mà thi lâm sàng, thi lấy trắc nghiệm, chị thường hay có thói quen cho là ví dụ như chị sẽ viết là T12 ASEA B chẳng hạn. Đó, lúc đó bạn sẽ hiểu là mức tổn thương tủy sống là T12, B này là gì? Là mức độ nè, được không ạ? Mức độ nè, này được ha. Rồi có ai thắc mắc gì này nữa không? Không có thì mình sẽ qua phần các bước này nè, các bạn tự đọc nha. Mình sẽ có biến chứng của tổn thương tủy sống. Vậy thì biến chứng của tổn thương tủy sống đầu tiên là cái gì? Tại vì tổn thương tủy nghe đó là nó ảnh hưởng đầu tiên ra bên ngoài, đó là về da. Da dưới mức tổn thương nó sẽ có rối loạn chức năng đường nhiệt và tiết mồ hôi, do đó nó dễ dẫn tới tình trạng bệnh nhân sẽ bị là loét đẹp, được không ạ? Loét đẹp hay là loét tì đè hay là loét giường hay loét chiếu gì đó, được không ạ? Và thường nó gặp khoảng cỡ 25 đến 56% và những trường hợp da nó ẩm ướt nè, được không ạ? Và bệnh nhân nằm liên tục không có người xây trở nè, được ha. Hoặc là bệnh nhân bị bỏng, thì lúc đó là cái trường hợp đó thì nó sẽ dễ bị loét, được chưa? Đây là các cái vị trí thường hay loét. Các vị trí hay loét là ở vùng nào? Là các cái nơi mà chỉ có da với xương của bệnh nhân thôi. Ví dụ như là những nơi nào giống như trên hình này, bạn sẽ thấy đó là ụ chẩn nè. Thứ hai nữa là cái vùng khuỷu nè, vùng xương cùng nè, gót chân nè, cái chỗ mà đầu trên xương chày nè, đầu trên xương mát, mắt cá ngoài nè, cái chỗ mà đầu chậu nè, được không ạ? Cái chỗ mà xương bả vai nè, được ha. Thì đó là các cái vị trí rất là dễ loét. Thì trong loét á, loét mà đặc biệt loét ở các cái bệnh nhân mà tổn thương thần kinh á, thì cái khả năng lành rất là lâu. Do đó là người ta sẽ có một câu là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, được chưa? Đây là hình ảnh loét độ 1, các bạn học rồi á, là đỏ da không mất khi kéo dài trên 30 phút.
Lấy độ 2 là da nổi phồng nước ha, mất lớp biểu bì da. Đó. Lấy độ 3 là phá hủy tổ chức dưới da nhưng mà chưa có tới cân cơ. Độ 4 là nó mới phá hủy tổ chức và đi sâu tới cân cơ và xương. Đúng không ạ? À, thì thăm khám bất lét thì bạn đã học rồi, thì những này tại nữa cái hậu quả tiếp theo nữa là về rối loạn về chức năng đại trực tràng, đúng không ạ? À, rối loạn chức năng đại trực tràng ở đây á thì tùy theo cái mức độ tổn thương tủy thì nó sẽ bị ảnh hưởng chức năng của cơ trơn đường ruột, đúng không ạ? Và cơ trơn của cái ống tiêu hóa nó sẽ bị, thì giai đoạn đầu tiên á thì cái bụng bệnh nhân nó mất dư luận ruột mà cái bụng nó sẽ trướng lên, sau đó thì nó sẽ mất các cái phản xạ dạ dày đại tràng, đúng không ạ? Mắt thay đổi cái gọi là cái đồng vận của cơ thắt, được ha? Nó rối loạn chức năng của đại tràng. Rồi tiếp theo nữa thì nó sẽ có rối loạn chức năng của bàng quang. Bàng quang của mình á thì cái phần đáy bàng quang, cái cổ bàng quang á thì nó sẽ khác nhau. Đúng rồi, tại vì nó khác nhau về các cái thụ thể, ví dụ như là muscarinic nè, thụ thể alpha, thụ thể beta nè. Vậy thì khi đó thì mất thần kinh chi phối trong tổn thương tủy sống đó, nó sẽ làm cho cái phần thần kinh là chi phối cái đáy bàng quang này nè, cái cổ bàng quang nè, là gọi là hoạt động không có nhịp nhàng với nhau, không có sự phối hợp, đúng không? Thì dẫn đến tình trạng là bệnh nhân có cái bàng quang co nhỏ hoặc là bàng quang mềm nhũn. Và cái biến chứng mà thường gặp nhất là đầu tiên mà gặp đó là nhiễm trùng tiết niệu, tại vì hai cái khối cơ này nó hoạt động không đồng nhất với nhau, không đồng nhất với nhau thì nó sẽ có lượng nước tiểu tồn dư trong bàng quang nhiều, và lượng nước tiểu tồn dư trong bàng quang nhiều thì đến là nhiễm trùng tiết niệu, sỏi viêm đài bể họng, đúng mà đó là về cái chỗ tại chỗ. Nhưng mà cái hậu quả bệnh nhân thấy đầu tiên đó, nó là bệnh nhân sau tổn thương tủy sống đó, nó sẽ có tiểu không tự chủ, đúng mà. Tiểu không tự chủ, sau đó thì có thể là tiểu mà tiểu lắt nhắt, gọi là bị sống tiểu được ha. Trong trường hợp là có rối loạn chức năng bàng quang cho tổn thương tủy sống. Rồi ngoài ra thì nó còn rối loạn chức năng tim mạch nữa nè. Ví dụ như là bệnh nhân có huyết áp giảm, mạch chậm, rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp tư thế, có huyết khối tĩnh mạch, có phù chân. Rồi ngoài mấy cái này bạn đọc thêm ha. Và nó có một cái như là đau sau tổn thương tủy sống. Đau á, trong tổn thương tủy sống thì đầu tiên là mới mà vào bệnh viện á, mới té cái đùng, xong rồi bệnh nhân liệt hai chân được đưa vào bệnh viện á, thì lúc mà tự bị thương cho tới 3 tháng á, thì mình sẽ có trường hợp là đau cấp tính. Đúng không? Đau cấp tính lúc đó là do cái vết thương, đúng không? Do cái chấn thương. Đầu tiên đó là mình sẽ có là đau do chấn thương, được không ạ? Đau do cái vết thương, và sau đó thì mới tình trạng là đau bán cấp. Rồi lúc đó đau bán cấp thì chủ yếu là do cái rối loạn di động ruột nè, hoặc là cái trường hợp là tổn thương kinh, đau do nguyên nhân thần kinh thì cũng khi gặp ha. Và cái này là gặp nhiều nhất đó là co cứng cơ, có nghĩa là đây là tổn thương kinh trung ương, thì đó là bệnh nhân giai đoạn đầu liệt mềm, sau đó là chuyển sang liệt cứng. Vậy thì bệnh nhân bị co cứng cơ là 67% trường hợp bị cái này, đúng không? Và thường bệnh nhân là bị tăng chân lực cơ, nên bạn khám bạn sẽ thấy là bệnh nhân tăng chân lực cơ và phản xạ gân xương tăng, ba bên kia hay tăng hai bên, hóp man hai bên, đúng không? Nhưng mà cái yếu tố ngoài ra thì nó ở bệnh nhân tổn thương tủy sống, nó có cái đặc điểm là bệnh nhân sẽ có là những cái yếu tố làm tăng co cứng cơ, ví dụ như nhiễm trùng, thay đổi thời tiết nè, kích thích với tổn thương căng thẳng, hoặc là bệnh nhân nằm ngửa kéo dài cũng gây tăng co cứng cơ. Và nó có cái rối loạn chức năng chuyển hóa và hormone, thay đổi về dịch thể nội tiết nè, rối loạn chức năng gan, rối loạn chức năng chuyển hóa canxi ha, rối loạn chức năng miễn dịch. Thì nói chung đại khái là bệnh nhân nằm một chỗ mất đồng bọn, mất mất sự phối hợp giữa các cơ quan, đúng không ạ? Do đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới dịch thể nội tiết và chuyển hóa. Và một cái chuyển hóa mà bạn thường hay gặp đó là cốt hóa lạc chỗ, gặp khoảng 16 đến 53% trường hợp cốt hóa lạc chỗ. Thì các bạn đọc cái chữ này nè, thì lạc chỗ nghĩa là không đúng chỗ, thì nếu mà đúng chỗ thì nó sẽ là tạo xương ở trong cái ống xương á, nhưng bây giờ là bệnh nhân sẽ tạo xương ở những cái vùng nhĩ mô khác, lý do là tại vì bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa nè, đúng không ạ? Rối loạn chuyển hóa rồi rối loạn về đáp ứng miễn dịch,
Cái đó là bệnh nhân sẽ có tạo xương ở những cái vùng mà không phải là mô xương và nó lắng đọng canxi đó, được không ạ? Và biểu hiện là xương xương chi là mất tầm vận động khớp, tăng co cứng cơ, được không ạ? Rất là hay gặp ở 3 tháng đầu. Và rối loạn chức năng hô hấp như này là bạn biết rồi, tại vì cái tủy và tủy sống ở cái đoạn mà C4, C5, C6 nè, và tới là T1 đến T1 đến T12 thì cái đoạn đó là chỉ có các cái nhánh để chi phối cho cái cơ vùng lồng ngực, được không ạ? Và cơ dựng sống. Vậy thì khi mà bệnh nhân mà tổn thương tủy mà trên cái mức này hoặc là trong cái đoạn này thì nó sẽ gây trường hợp là bệnh nhân sẽ có giảm chức năng thông khí nè, bệnh nhân phù phổi, viêm phổi, xẹp phổi, hạn chế chức năng hô hấp, tràn khí, tràn máu bằng phổi, đâu mà tổn thương tủy thì nó sẽ gây suy giảm chức năng hô hấp rất là trầm trọng. Thì là tùy theo mức độ của bệnh nhân, mức độ tổn thương tủy ở vùng nào thì mình sẽ có các cái bài tập thở tương ứng, đâu mà thì bạn các bạn chỉ cần biết là bệnh nhân có rối loạn chức năng hô hấp thì giai đoạn đầu á, thì có thể là bệnh nhân lúc đó bệnh nhân sẽ được là thở máy, đúng không? Những bệnh nhân mà tổn thương C4, C5 như này, bệnh nhân được thở máy. Sau khi bệnh nhân hồi phục được một phần á, thì bệnh nhân sẽ tự tự thở. Và khi đó mình sẽ tập hô hấp. Rồi sau đó thì mình sẽ có cái nói về cái việc là hậu quả nhiều gặp nhiều nhất ở bệnh nhân tổn thương tủy sống đó là bệnh nhân bị trầm cảm, đúng không? Trầm cảm ở đây là bệnh nhân có những cái trường hợp là do thay đổi, do bệnh dị tật nè, do thay đổi môi trường nè, bệnh nhân mất ngủ nè, hoặc ngủ nhiều, mất tập trung, hoặc là bệnh nhân không hứng thú trong công việc ha, bệnh nhân có những cái hành vi cuồng sát, mệt mỏi, hoặc là ý tưởng tự sát, hoặc là lạm dụng rượu hoặc là ma túy, đúng không? Thì nó hay hay gặp rất là nhiều, là trầm cảm. Thì đó là những bệnh nhân tổn thương tủy sống là chỉ giới thiệu sơ sơ thôi, là mới nói về sơ sơ thôi, là những cái hậu quả mà họ phải tránh chịu. Thì thật ra thì những bệnh nhân tổn thương tủy sống này mình họ cần hỗ trợ của tất cả các thành viên trong nhóm phục hồi. Đầu tiên là gì, họ bị vấn đề về đi lại nè, yếu cơ, đúng không? Đi lại này có sức cần, hoặc là giảm chức năng hô hấp thì họ sẽ cần cái người vật lý trị liệu. Thứ hai nữa là hai cái tay họ bị liệt, vậy thì nó sẽ ảnh họ sẽ cần cái người là hoạt động trị liệu. Cái thứ ba nữa là họ có thay đổi về tâm lý nè, thì họ sẽ cần cái người tâm lý trị liệu. Cái thứ tư nữa là họ cần cái dụng cụ chỉ chỉnh hình, dụng cụ chỉ giúp di chuyển thì họ cần cái kỹ thuật viên, kỹ sư chỉnh hình. Sau đó thì họ cần cái gì nữa, cái người mà gọi là tạo cơ hội giúp cho gia đình họ, có nghĩa là có nhiều nhận được nhiều cái hỗ trợ từ cộng đồng như là cán bộ xã hội, đúng không ạ? Còn nếu như mà có thêm vấn đề là thay đổi việc làm, hướng nghiệp, thì cũng vấn đề là họ sẽ đi, có thể là họ tìm hiểu hoặc là nhờ cán bộ xã hội giúp. Thì các bạn thấy là muốn phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương tủy sống, đầu tiên là bệnh nhân tổn thương tủy sống tới với mình, đầu tiên là bác sĩ phục hồi chức năng phải khám và định giá, điều dưỡng sẽ chăm sóc nè, tại vì các bạn thấy là bệnh nhân này nằm lâu nè, có gì à? Có dễ xuất hiện các cái loét nè, nãy là chị nói là nhiễm trùng tiết niệu nè, cốt hóa lạc chỗ nè, hẻo giáp tư thế nè, có huyết khối tĩnh mạch nè, có rất nhiều trường hợp gọi là những cái tình huống mà cần điều dưỡng chăm sóc. Tiếp theo đó là kỹ thuật viên vật lý trị liệu để giúp cho họ gì tập ở trên giường, tập lăn trở trên giường, nghiêng trái nghiêng phải nè, rồi mà tập ngồi dậy nè, tập đứng tập đi. Tiếp theo nữa mình sẽ còn nữa là cái người về hoạt động trị liệu là giúp họ là phục hồi chức năng của hai tay, được ha, giúp họ mặc áo nè, mặc quần nè, rồi mà tiếp theo nữa là họ cần cái người kiếm cái người là kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình ý làm nẹt cho họ để họ đi được tốt hơn. Và sau đó là một mình còn là cán bộ xã hội, đúng không? Để giúp họ là hòa nhập cộng đồng, được ha. Thì đó là cái những cái thành viên mà cần để phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương tủy sống, chứ không phải là công việc của mỗi riêng ai, đúng không ạ? Và cái trong phục hồi chức năng tổn thương tủy sống á, thì cái nguyên tắc của nó đầu tiên á, là phòng ngừa các thương tật thứ cấp,
Thì lý do tại sao phòng ngừa xương tập tứ cấp à? Bệnh nhân này của mình là liệt tứ chi hoặc là liệt hai chi dưới. Rồi thì bệnh nhân của mình cần nằm lâu thì không vận động, chăm sóc không đúng cách thì nó sẽ rất dễ 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 dẫn đến loét nè, và huyết khối tĩnh mạch nè, đúng không ạ? Loét nè, huyết khối tĩnh mạch nè, hoặc là những trường hợp là ảo giác tư thế, được chưa? Hoặc là rối loạn về chuyển hóa hormone nội tiết nè, cúc hóa lạc chỗ nè, được ha? Thì liên lạc rất là nhiều. Do đó đầu tiên là phải phòng ngừa xương tập thứ phát, thứ hai nữa là tăng khả năng cho bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng và xã hội, thứ ba nữa là mình sẽ hạn chế tối đa các cái khuyết tật mà nó tăng thêm theo thời gian, được không? Và do đó là mình cần sự quan tâm và chăm sóc ngay từ đầu, đúng không? Và chăm sóc liên tục luôn. Do đó là giai đoạn đầu á, mục tiêu của mình là gì ạ? Là tìm nè và giải quyết các nguyên nhân, đúng không? Cái thứ hai nữa là mình phòng ngừa thương tật thứ cấp. Và giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu ở đây là giai đoạn chống tỷ. Giai đoạn chống tỷ thì chủ yếu là chăm sóc là chính. Thứ hai nữa là giai đoạn đầu ở đây là bệnh nhân hồi phục á. Thì khi đó là bệnh nhân còn giai đoạn liệt màng, thì có nghĩa là mình cần hỗ trợ thì chủ yếu là chăm sóc thôi, chăm sóc là đường tiết niệu, chăm sóc đường tiêu hóa, phòng ngừa thương tật thứ phát, đúng không? Thì cái này là chủ yếu là chăm sóc điều dưỡng, đây là phòng ngừa loét ha bạn. Loét độ 1 thì mình phòng ngừa là bác sĩ mình sẽ chỉ định là cho bệnh nhân là thay đổi tư thế 2 giờ một lần, và cho điều dưỡng thì là xoa bóp nè, rồi mà phát hiện những cái vùng tỳ đệ mới. Còn nếu mà độ 2 á, thì mình sẽ có rửa bằng nước muối sinh lý nè, sau đó thay đổi tư thế rồi kiểm tra cái vùng da bị đè ép. Rồi mà độ 3 thì mình có thể là dùng cái băng ướt đó, mình thấm lên hoặc là mình thay băng vết thương hàng ngày. Và độ 4 thì cắt lọc. Thì không ít thì sẽ có một vài bạn sẽ vào phòng mổ để phụ mổ những trường hợp là cắt lọc vết thương cho bệnh nhân lép cho đè ép. Được ha. Đó là về cái lép. Tại sao chị đề cập tới cái lép à? Tại cái lép là gặp nhiều nhất, gặp nhiều nhất mà nhiều khi bệnh nhân tử vong á, không phải vì bệnh lý gì trầm trọng, có nghĩa là sao tổn thương tủy sống á, không phải là do những vấn đề gì trầm trọng mà là do gì, là do bệnh nhân bị loét, loét là sao mà nhiễm trùng người dẫn đến tử vong, được không? Cái đó là phòng ngừa dễ gặp, thường gặp nhất, cái đó là mình sẽ phòng ngừa. Tiếp theo một cái lớn nữa ở bệnh nhân tổn thương tủy sống đó là phục hồi chức năng về vận động. Vận động thì nãy chị nói rồi, nếu như bệnh nhân liệt hai chi dưới thì bệnh nhân sẽ hạn chế khả năng đi lại. Nhưng mà nếu bệnh nhân liệt tứ chi á, thì bạn cứ tưởng tượng nha, bệnh nhân liệt tứ chi thì bệnh nhân nằm trên giường thì bệnh nhân không có khả năng xoay chở nè, nghiêng trái nghiêng phải nè, không có khả năng ngồi dậy nè, không có khả năng đứng lên mà đi nè. Vậy thì cần phục hồi chức năng về vận động, và nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ tổn thương tủy. Nếu như bệnh nhân mà tổn thương tủy thắt lưng á, thì liệt hai chi dưới thôi, thì chủ yếu là mình sẽ tập luyện cho bệnh nhân là đi lại. Tập đầu tiên là bệnh nhân là tùy theo sức cơ của bệnh nhân, thì mình sẽ cho là mình sẽ tập là từ một bài tập thụ động tới bài tập có trợ giúp, bài tập có kháng trở, có thể là có dụng cụ để hỗ trợ cho bệnh nhân đi lại, đúng không ạ? Hoặc là hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng xe lăn. Tuy nhiên là nếu như bệnh nhân mà liệt tứ chi á, thì liên theo nữa là phải phục hồi chức năng chi trên, tập luyện chức năng chi trên cho bệnh nhân, hiểu không ạ? Ở đây là chủ yếu là hướng dẫn cho xoay chở trên giường nè, di chuyển từ giường sang xe lăn, tập thăng bằng ngồi nè, đứng đi nè, tập lại dụng cụ trợ giúp luyện dáng đi, được không ạ? Sử dụng các dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp di chuyển, được ha? Tập luyện cái khả năng cầm nắm để độc lập trong các hoạt động sinh hoạt, thì cái này các bạn biết nguyên tắc vậy thôi, để mà các bạn làm được cái này. Nói chung là lúc mình nó rất là khó và cần rất là nhiều thời gian, được ha, và cần sự phối hợp của nhiều người, được ha. Vậy đây là cái mức độ tổn thương thần kinh. Thì đây là bệnh nhân của mình thì cái chức cứng với cái mức chức năng bây giờ đi từ dưới lên, vậy thì các bạn tưởng tượng nếu bệnh nhân mà tổn thương C5 thì từ cái đoạn C5 này nè, từ chỗ này C5 này trở xuống là bệnh nhân mất kiểm soát hết, được mà. Vậy thì ở đây là mình sẽ nói tùy theo mức độ cơ mà mình sẽ tập những cái bài tập tương ứng. Cái này các bạn về đọc thêm ha. Ở đây là cái nẹp chi dưới lên trước mình học rồi đó. Cái nẹp là nẹp K4 để cho bệnh nhân tổn thương tủy vận động từ L2 trở lên, người ta sẽ mang cái nẹp này.
HKFO hoặc là HKFO, được chưa? Rồi ở đây là có một số cái dụng cụ trợ giúp, cái này là dụng cụ chỉnh hình người ta làm cho bệnh nhân tổn thương tủy C5 C6 mà có thể là đưa được đồ ăn vô miệng, cầm cái tay đánh răng được, hoặc là C6 nhưng mà chải đầu được, C4 tổn thương tủy C4 C5 nhưng mà đánh máy tính được, được mà, thì cái này người ta gọi là cải thiện cái khả năng hoạt động chức năng của chi trên đó, là cái người hoạt động trị liệu sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân. Còn nếu mà ở Việt Nam mình đó, thật ra thì những trường hợp này chắc không có đâu, chủ yếu là sẽ được người nhà chăm sóc. Đúng không ạ? Như vậy thì nó cũng có cái hay nhưng mà nó cũng sẽ có mặt hạn chế của nó. Được ha. Còn tiếp theo nữa là một cái mảng mà chị muốn chia sẻ với các bạn đó là phục hồi chức năng đường ruột. Thì cuộc đời chúng ta thì nó chỉ có vài chuyện quan trọng thôi. Đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ. Được rồi, vậy ra là cái này là chị sẽ trình bày chính, còn các phần còn lại các bạn đọc cái giáo trình ha. Về phục hồi chức năng đường ruột, phục hồi chức năng đường ruột thì các bạn nãy các bạn nhớ chị nói khi mà bệnh nhân tổn thương tủy mà có ảnh hưởng đến chức năng đường ruột, giai đoạn đầu nó là choáng tủy, đúng không ạ? Choáng tủy có nghĩa là trướng ruột luôn, có nghĩa là nhu động ruột bị liệt, liệt hoàn toàn, đúng không ạ? Nhu động ruột không có nè, ở nhà đó là cái thức ăn trong đó không vận động, không di chuyển được, đúng không ạ? Vậy thì giai đoạn đầu là gọi là vụ vụ vô trương, thì chủ yếu là nuôi ăn đường tĩnh mạch, đúng không ạ? Không có nuôi ăn qua đường miệng. Khi nào mà có nhu động ruột trở lại rồi thì lúc đó mình mới nuôi ăn, đúng không ạ? Vậy thì ở cái bệnh cảnh ở giai đoạn ở bệnh nhân tổn thương tủy sống, giai đoạn đầu là như vậy, nhưng mà giai đoạn sau nó có sẽ xảy ra như thế này. Cái đoạn ruột, mỗi đoạn ruột nó có một cái đoạn thần kinh chi phối riêng. Vậy thì khi mà bệnh nhân hồi phục tới đâu á thì cái đoạn đó nó được kiểm soát, còn những cái đoạn khác thì nó sẽ không được kiểm soát. Vậy thì người ta gọi là mất bất đồng vận cái hoạt động nhu động ruột á, được không ạ? Vậy thì trên lâm sàng bạn sẽ có là bệnh nhân sẽ có hai cái biểu hiện, một là táo bón, hai là bệnh nhân sẽ tiêu chảy, được không ạ? Và tiêu chảy thường thường ít gặp, mà táo bón thì thường thường nó gây là rất là khó chịu cho bệnh nhân. Vậy thì lúc đó thì mình sẽ có những cái biện pháp để xử trí, ví dụ như chăm sóc đường ruột mà cấp tính á, thì chủ yếu là bệnh nhân liệt ruột rồi, lúc đó mình sẽ xử trí là tháo phân nè, không được ăn thức ăn rắn lỏng qua đường miệng cho đến khi có âm thanh như động ruột và mình ở phục hồi chức năng. Sau đó nó sẽ có một cái chương trình huấn luyện đường ruột cho bệnh nhân, được rồi. Ở đây này dựa vào đâu ạ? Nó sẽ dựa vào cái phản xạ có điều kiện, và ở đây thì bạn nên nhớ là tủy sống là trung tâm của các phản xạ. Vậy thì khi mà tại sao bình thường các phản xạ của tủy sống á, các cái phản xạ mà có trung tâm tại tủy á, bình thường nó bị ức chế bởi vỏ não, được mà. Có nghĩa là lúc mà mới sinh ra thì mình sinh tồn ví dụ như các cái phản xạ là bú mút nè, và phản xạ tự động bước nè, phản xạ Monroe nè, thì cái phản xạ đó có trung tâm tại tủy sống, và càng khi mà mình càng lớn lên, được mà, thì cái phản xạ của này nó mất đi, ta gọi là phản xạ nguyên thủy, thì nó mất đi. Lý do tại sao mất là vì vỏ não nó ức chế, cho nên là các cái phản xạ này nó mất đi theo thời gian. Vậy thì khi mà mất cái sự kiểm soát của vỏ não thì các phản xạ này nó sẽ hoạt động bình thường, và dựa vào các phản xạ này để tôi xây dựng cái chương trình tập ruột cho bệnh nhân. Là tôi sẽ tập cho bệnh, nó sẽ có một cái phản xạ ở ruột như thế này, nghĩa là sau ăn 30 phút bệnh nhân sẽ có phản xạ dạ dày ruột, và lúc đó thì bệnh nhân sẽ có cái phản xạ là đi ị. Thì lúc đó là ở con nít các bạn sẽ thấy là ăn xong một hồi, lúc mà bé còn bé còn nhỏ nhỏ thì sẽ thấy là nó sẽ có phản xạ đi đại tiện. Tuy nhiên lớn lên thì mình sẽ không thấy là mình ăn, thời gian ăn với thời gian đi đại tiện mình sao có liên quan với nhau. Vậy thì ở đây á, người ta sẽ dựa vào này là sau ăn 30 phút nó sẽ có cái phản xạ dạ dày ruột. Cái đó là dựa vào đây thì là sáng sẽ cho bệnh nhân thức dậy nè, ăn sáng nè, sau đó ngồi tập luyện, tập các bài tập mà tăng áp lực ổ bụng, giống như các bạn dặn như tập dặn vậy. Thì khi đó là sau 30 phút nó sẽ có cái phản xạ dạ dày ruột đại tràng. Vậy thì nó sẽ tăng cái nhu động ruột, và lúc đó thì nó sẽ tăng các phản xạ ra cho đi ngoài cho bệnh nhân. Thì đây là cái phản cái cơ sở để xây dựng cái chương trình huấn luyện đường ruột cho bệnh nhân, được không? Cái đó là cái cơ sở thôi, nhưng mà để làm nó thì rất là khó, tại vì bạn cần cân bằng giữa cái lượng chất xơ và lượng dịch ra vào cơ thể. Thứ hai là nếu mà khó quá thì lúc đó bạn phải cần các cái thuốc nhuận tràng, được không? Các cái thuốc nhuận tràng để giúp cho bệnh nhân dễ đi đại tiện hơn.
Và nếu như mà bạn bệnh nhân mà không đi được nữa thì lúc đó là phải có cái việc là móc phân để là loại bỏ phân bằng tay, được không ạ? À, thì lúc đó thì những trường hợp mà bệnh nhân tổn thương nơron vận động dưới á, là cái chỗ đoạn thường thường chị thấy là tổn thương cái đoạn thường thường á, là chị thấy là tổn thương cái đoạn gọi là L1, L2, L3, L4, L5 á, thì nó sẽ dễ bị cái tình trạng táo bón nhiều. Vì đó là bệnh nhân phải móc phân, móc phân bệnh nhân không tự làm được thì phải người nhà để giúp, được không ạ? Thì rồi đây là kích thích phản xạ dạ đại tràng dạ dày, thì đây là uống ăn nè, đây là thiết lập cái chương trình tập ruột cho bệnh nhân, ở đây người ta gọi là chương trình tập ruột, được ha? Thì sẽ có những cái ví dụ như là ăn uống 30 phút trước khi đi đại tiện nè, được không ạ? Và khi đó sẽ là tư vấn cái tư thế ngồi đúng cho bệnh nhân, là ngồi trên bồn cầu nè, gối gập thân gập về phía trước nè, nâng khuỷu gập, bằng tay chấm tay, chấm tay lên gối. Đây là cái tư thế mà bạn nào mà bị táo bón bạn áp dụng bằng ngồi thì cũng có thể là giúp bạn đi đại tiện được dễ hơn, được ha? Và sau đó là có những cái biện pháp như là xoa bụng nè, xoa bụng dọc theo chiều kim đồng hồ, được ha? Và cái kết cuối cùng của cái rối loạn chức năng đường ruột là hormone nhân tạo, là có do bất đồng vận cơ thắt hormone ha, do đó là bệnh nhân cứ bị táo bón liên tục, do đó là bị liệt ruột. Được mà táo bón hay tắc tắc ruột do phân á, thì thường thường là những trường hợp đó thì người ta sẽ cân nhắc cái chuyện là mở đại tràng, mở hormone nhân tạo. Tuy nhiên người ta thấy là mỗi 3 ca mổ thì có 1 ca có biến chứng, và biến chứng thường gặp nhất của nó là nhiễm trùng, được mà, và có thể dẫn đến tử vong của bệnh nhân, được ha? Do đó là rất là cân nhắc khi chỉ định cái này, được mà. Rồi những cái khác thì bạn đọc ha, ở đây chị nói thêm một cái phần nữa, đó là phục hồi chức năng hệ tiết niệu. Phục hồi chức năng hệ tiết niệu cho bệnh nhân, thì ở đây là các bạn nhớ thì trong cơ thể mình á, có cơ vân, cơ trơn và cơ tim, thì đường ruột cũng có cơ nè, đại tràng cũng có, bàng quang cũng vậy, đúng không ạ? Thì khi đó thì tổn thương tủy sống nó ảnh hưởng tới cơ vân, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng cơ trơn, vậy thì cái cơ bàng quang nó cũng bị ảnh hưởng, cơ vòng bàng quang cũng bị ảnh hưởng nha. Và khi đó thì nãy chị có nói rồi, là cái phần đáy bàng quang với phần cổ bàng quang do các cái thụ thể chi phối, thần kinh chi phối khác nhau, và các cái khuynh tủy khác nhau chi phối nữa, do đó nó có cái trường hợp là đoạn này hồi phục trước, đoạn này hồi phục sau, do đó nó có sự bất đồng vận, đúng không ạ? Bất đồng vận vậy thì trên lâm sàng mẹ sẽ gặp 2 trường hợp, một là bệnh nhân sẽ là tiểu không kiểm soát. Tiểu không kiểm soát ở đây là nước tiểu nó dài dặn dài, đúng không? Bệnh nhân không có nhịn lại được, bệnh nhân phải đặt trong tiểu lưu rồi mà để tháo nước tiểu ra ngoài. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân tự đi tiểu được, tuy nhiên cái thời gian giữa các lần đi tiểu của bệnh nhân không phải là 4 tiếng giống như người bình thường, mà cứ 1 tiếng bệnh nhân đi vào toilet rồi mình đi ra, đúng không? Tiểu lắt nhắt, đúng không? Rồi cái đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai nữa là ví dụ như bệnh nhân đi tiểu hồi 6 giờ sáng, đúng lý ra là tới 10 giờ sáng giống như người bình thường mình đó, thì bệnh nhân mới bắt đầu đi tiểu, nhưng mà giữa tới 7 giờ tới 8 giờ bệnh nhân tự nhiên cái hắt xì đó, hoặc là không cần hắt xì tự nhiên nước tiểu nó trào ra, lúc đó người ta gọi là nghỉ tiểu, được không ạ? Vậy thì ở giai đoạn quay lại, ở giai đoạn đầu á, bệnh nhân tiểu không kiểm soát được, cái đó là người ta phải đặt thông tiểu cho bệnh nhân và theo dõi lượng nước tiểu sinh nhập hàng ngày nha. Còn giai đoạn sau á, mục tiêu phục hồi chức năng mà, thì đó là bạn làm sao cho bệnh nhân đi tiểu chừng 3 4 giờ một lần, được mà, và duy trì kiểm soát nước tiểu, và ban đêm á giống như người bình thường đang ngủ một giấc tới sáng mà không có nghỉ tiểu, được mà, tại vì chỉ tiểu vậy làm cho bệnh nhân dị ứng mà, cái đó bệnh nhân giật mình, mà bệnh nhân mất ngủ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe, được mà, và tránh nhiễm trùng tiết niệu tái phát nè, được mà, và ảnh hưởng đến hoạt động xã hội, hướng nghiệp và học nghề của bệnh nhân. Rồi mà cứ tối ngày cứ lo là xách cái túi câu đi vòng vòng vòng, không có thời gian để tập trung vào các hoạt động khác, được ha? Thì ở đây nó có một cái chương trình để chăm sóc cái bàng quang bị co thắt, đặt bằng cơ bàng quang nó tăng chi lực á, được mà, thì mục tiêu của mình là đặt phân tiểu ha, mình sẽ uống thuốc và tiêm Botox và thành bàng quang, được mà. Nếu như bàng quang mình làm giống vậy, nhưng mà ở đây nó khác, nếu như bệnh nhân bàng quang co thắt thì mình uống cái thuốc kháng cholinergic
Còn nếu mà mình bàng quan mềm dẻo thì mình sẽ uống thuốc là alpha ra nhạc tiếp, được không ạ? Rồi ở đây thì nó có một số cái kỹ thuật để hỗ trợ đi tiểu, được không ạ? Thì ở đây thì mình đi tiểu có thể giúp cho bệnh nhân đi tiểu bằng cách là ấn nhẹ cái cạnh bàn tay ở trên bàng quang nha, được không ạ? Giúp cho bệnh nhân là có cái phản xạ đi tiểu, được không? Nhưng mà những trường hợp bàng quang quá căng thì mình không nên làm, được chưa? Và cái tiếp theo nữa là có thể là tập thói quen đi tiểu. Đi tiểu ví dụ như người ta gọi là đi đúng giờ, có nghĩa là người ta sẽ canh đồng hồ 6 giờ sáng người ta đi tiểu. Xong rồi bệnh nhân có đi tiểu gì không biết, nhưng mà tới 10 giờ đúng lịch, cứ đúng lịch là bệnh nhân vào toilet, nghĩa là tập lại cái thói quen đi tiểu, được ha. Rồi tập mạnh cơ đáy chậu, gọi là bao feedback, hoặc là các cái bài tập Kegel. Đúng rồi. Thì cái này là cái phần phục hồi chức năng tiết niệu, thì các bạn về tham khảo cái slide của chị thêm ha. Còn nếu như mà cái chức năng tiết niệu này nè nó không được phục hồi thì hậu quả hồi nãy chị có nói rồi á, là bệnh nhân bị nhiễm trùng tiết niệu nè, tái đi tái lại có thể gây đến suy si thận hoặc là ung thư bàng quang, nên đó là mình phải cần phục hồi chức năng cho bệnh nhân là vậy. Và các bạn nên nhớ là một cái chuyện, ví dụ như một ngày mà một bạn đi toilet thì 10 lần quấy cái chuyện, hoặc là bạn đi toilet vì đi đại tiện hoặc là đi tiểu tiện một ngày chừng 20 lần, thì bạn còn thời gian để làm các hoạt động khác hay không, đúng không ạ? Do đó là cái này nó ảnh hưởng ghê gớm tới cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Do đó là ba cái phần về phục hồi chức năng vận động, phục hồi chức năng đường ruột, phục hồi chức năng tiết niệu là ba phần quan trọng. Đi cho thi thì chắc ăn ba phần này sẽ có, đúng không ạ? Còn những cái phần khác thì bạn tham khảo thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bữa nay mình học nhiều thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Dạ tụi em cảm ơn chị ạ. Bye. Em chúc chị ngủ ngon. À khoan, hỏi nói cái nữa, ngày mai á là cuộc họp ở khoa dạ quỷ rồi. Thì đó là tối ngày mai học được không? Học được thì lúc đó báo lớp trưởng nha. Thì tối ngày mai có thể là học bình thường, được không ạ? Thì các bạn có lên lịch gì đó thì có thể thay đổi, hoặc là học lên thứ sáu ha, giống như chị thảo thuận với lớp trưởng, thì tùy các bạn thôi. Rồi bye bye các bạn, có gì nữa chị báo với lớp trưởng. Yeah.